Ở tập trước, trong lúc tìm cha ra để báo thù, Gino đã đụng phải Miss San và Saiyan, và cũng rất nhanh, Miss San đã bị hạ. Trong lúc đó, vì biết Rick sắp gặp nguy hiểm nên 707 đã âm thầm bảo vệ, nhưng cảm xúc thì không âm thầm được. Ở mặt khác, Gino đã vô tình gặp lại San sau 17 năm xa cách. Vì cho rằng San đã hướng dẫn cha ra sát hại đồng loại nên Gino đã trút hết nỗi giận ấy vào San. Thấy vậy, Reed lao vào ngăn cản. Và qua miệng San, Gino đã biết được Reed là em gái của cha ra. Ngay lúc nguy hiểm này, tất nhiên 707 đã xuất hiện để cứu Reed. Cả hai đã giao chiến với nhau một trận ra trò. Trong lúc trận chiến đang hồi gây cấn thì một nhân vật bí ẩn đã xuất hiện. Liệu người này là ai? Và đến đây để làm gì? Mời các bạn xem tiếp tập 143 này nhé. Tập 143, thần chết đến chơi. Ủa? Không đánh nhau đâu hả? Ủa? Trời ơi, đang nhiều tương tác mà. Đúng rồi, đang đánh nhau hấp dẫn mà. Đánh nhau lên đi. Chơi hả? Ủa, bảy, tôi đâu có mượn ông mang tôi ra đây đâu. Tính ra tôi đang xem phim rất là hay luôn á, làm tôi cục hứng quá. Ờ đúng rồi đó, đang livestream nè, tương tác đang cao, tự nhiên đi về. Hay là ông đang sợ Gino-san đánh bại ông trước mặt các fan đúng không? Chơi gì mà ghét quá, chán ghê á. Ủa, cái thằng bán vé số nào vậy ta? Ê, ai vậy? Ủa, pháp sư, sao chơi cái nón kỳ vậy? Trời nắng quá em. Quê. Ủa, tôi chưa nói chuyện với bạn mà. Vụ gì vậy? Bỏ nha bạn. Bỏ liền nha. Ủa? Tối ngày lẹo đẻo theo Rick. Ý muốn là theo đuổi cha ra của tôi đúng không? Wow. Bỏ nha. Khỏi nha bạn. Khỏi liền nha. Ghê vậy? Nếu mà còn ngoan cố á, đừng có trách pháp sư nghe chưa. Ủa mà pháp sư, ví dụ mà 707 còn ngoan cố, pháp sư làm gì ta? Hả? Chờ coi. Ủa pháp sư, nhảy vậy nghĩa là gì? Tôi nhảy ít, mong bạn hiểu nhiều. Trời đất ơi, vụ gì vậy? Không hiểu gì luôn á. Hay là do trời nắng nóng quá nên vậy ta? Đến giờ này con vẫn còn giữ mối thù năm xưa sao Gino? Mọi chuyện lúc đó là game, mà game chỉ là ảo thôi con. Đúng vậy, game chỉ là ảo, nhưng lòng tin là có thật. Và chính cha ra đã phản bội lòng tin đó. Nếu bây giờ ta bắt bà, chắc chắn cha ra sẽ xuất hiện thôi. Ta cũng không biết là đứa nào sẽ xuất hiện nữa. Đừng có nhiều lời. Mẹ, mẹ có sao không? Tên này là ai mà hôm nay dám đánh mẹ vậy? Ta không có sao đâu con. Dạ, thôi bây giờ mẹ cứ đi đi, tên này cứ để cho con. Ừ, con nhớ cẩn thận đó. Dạ. Mùa hè mà ngươi quấn khăn vào cổ à? Nghĩ đây là Đà Lạt nên dám bắt nạt mẹ ta à? Thật là không thể tha thứ được. Hơi. 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 Được lắm cậu bé Đà Lạt. Cứ để tôi lót vào bán.
Hơi. Gì? Nó sao? Có sao không? Thật ra người là ai? Hơi. Lót San, cậu có sao không? Mình không có sao. Tên này khá mạnh, cậu cẩn thận đó. Đến lúc này mình phải dùng lưỡi hái này thôi. Hí. 1, 2, vào cùng một lượt đi, mất thời gian quá đó. Hí. Cẩn thận. Cũng hơi đau đó. Xem ra ta phải thật sự đánh nhau với hai người rồi đó. Ngươi hơi kiêu ngạo rồi đó, cô bé Đà Lạt. Cậu có sao? Cậu rớt sao? Không. Cố lên bạn. Không thể lo lắng được. Lót San, cậu có sao không? Cố lên bạn. Công ở đây, nghỉ ngơi đi. Còn hắn, cứ để tôi. Cậu hãy cẩn thận đó. Sức mạnh của hắn không thể xem thường được đâu. Mình biết rồi. Hai người mau tránh ra để ta tiếp tục tìm cha ra. Còn nếu không thì đừng trách ta. Được lắm. Để coi người cao ngạo được bao lâu nữa hỡi cô bé Đà Lạt. Người nghĩ với hai con dao đó mà có thể hạ được ta sao hả, Rossan? Hả? Đã vậy, ta phải dùng đến chiêu này thôi. Lốc xoáy của Rossan. Lót San, cậu có sao không? Không. Cứ yên tâm, hắn đã bị hạ gục rồi. Hả? Hắn đâu rồi? Lót San. Vừa lúc nãy, hắn đã ngồi gục ở đây mà. Sao bây giờ? Hả? Sao ngươi lại dám đánh bạn ta bị thương vậy hả? Người nhắm có đền lót cho ta được không? Hoàng đội. Hả? Lót San, trời ơi, tôi đã làm gì bạn thế này? Tôi xin lỗi, Lót San, cậu có sao không á? Không biết giờ này cha gà đang ở đâu. Thật là mất thời gian. Không thể nào. Hắn đã thật sự đến đây rồi sao? Xem ra mình phải thật sự mất rất nhiều thời gian nữa rồi. Bà Dê, công nhận bà cũng nhanh thiệt đó. Nhưng mà tại sao hắn lại biết mình ở đây cơ chứ?
Phải thật sự mất công vậy sao Reaper? Sao lúc nào ngươi cũng truy đuổi ta đến cùng vậy hả Reaper-san? Ta không hề theo đúng ngươi, chỉ là cách chết theo đúng ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ có thể quyết định cái chết hay sao? Ta chưa tới số phải chết đâu Reaper. Chính người mới là kẻ phải chết đâu Reaper. Người lại dùng ta không à? Cái chết không đến dễ dàng vậy đâu, Reaper. Ta còn rất nhiều công chuyện để làm. Thật là mất thời gian quá đó Reaper-san. Có mất thời gian là chết. Ngươi dám đập lên cái khăn đó hả? Ngươi có thể chà đạp lên ta, nhưng nếu ngươi chà đạp lên cái khăn này thì thật sự không thể tha thứ được. Thank you.
rồi. Ngươi không có quyền quyết định ai sẽ chết đâu, River. Cái chết không do ta quyết định, mà đó là số mệnh của ngươi. Không xong rồi, hình như nguồn năng lượng của ta đã sắp bị cạn kiệt rồi. Không lẽ nào hắn vẫn còn đó ư? Tại sao lại như vậy? Muốn cướp đi sinh mệnh của ta không có dễ đâu, River. Sai rồi, cái chết là chi nào? Không hề có sự sinh ra, và cũng không hề có sự mất đi nào. Ta chỉ thiếu linh hồn của người sang đèn sống mới mà thôi. Không được, mối thù đó ta sẽ không bao giờ quên được đâu. Nguồn năng lượng của ta đã bị cạn kiệt, phải nhờ đến anh ấy mới được. Thôi, không xong rồi con ơi. Con cũng thấy rồi đó, sức mạnh của River mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Lần này, các Sanh mạnh nhất ở Undertale phải hợp lực lại để chống lại nó. Con hãy cùng thằng 4 và thằng 6 ngăn hắn lại đi. Trời ơi, anh Năm thấy chưa? Có một thằng Sanh vừa mạnh vừa ác như vậy mà bà Dê không kêu tụi mình ngăn cản. Chỉ kêu 4, 6, 7 thôi. Trong cái sảnh đó thiếu số 5 đó. Bây giờ hai anh em mình phải đi tiêu diệt thằng Sanh đó, để cho cả Undertale thấy được ai mới là Sanh mạnh nhất. Hello hai chiến thần, ngắm cảnh đồ hen. Vừa rồi các con cũng đã thấy việc mà River đã làm với Gino.
thật là nguy hiểm cho cả Undertale này. Không những là Gino mà cả Lord và Rod cũng đã bị hắn đánh trọng thương. Lần này phải nhờ đến hai con và bảy hợp lực lại mới có thể ngăn hắn được. Nên nhớ, hắn có những tà thuật rất nguy hiểm nên... Rồi, chưa nói xong mà đã đi rồi. Để ta nói cho con vậy. Con... Trời ơi, hai thằng này nó sống vội dễ sợ. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder why my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so the... Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thế dũng.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mẹ quá. Cái bình này mày mua ở đâu mà xịn như đẹp quá vậy? Sản phẩm này là tao mua trên shop áo thế dũng. Giá vẫn như cũ nhưng mà chất lượng hơn nữa. Ủa, chất lượng làm sao mày? Thì nó đẹp hơn, chống da đập với lại chống bể tốt hơn. Ôi, hãy giờ cho tao mượn đi. Không, mày tự đi mua. Cho tao mượn. Mày tao. Đó, thấy chưa, đâu có bẫy à. Ôi, nó không bẫy thiệt luôn cả. Tao nói rồi, cái bình này xịn lắm, mày không tin. Dắt tao đi mua một cái đi. Đi. Ngoài bình nước cực xịn mà giá vẫn như cũ ra, shop áo Thái Vũ còn cho ra mẫu áo mới, đó là bộ tứ xanh sói cực kỳ cun ngầu luôn. Và tất cả các sản phẩm này đều có trên shop áo Thái Vũ.com. Các bạn nhớ mua hàng để ủng hộ team nha. Và bây giờ chúc các bạn xem phim vui vẻ nha.